là cả quan xa nghe chưa? Quan xa nghe chưa? Dạ ok ok thầy, bọn em đã nhớ kỹ rồi. Đi luôn về không có lang thang. Không có lang thang. Từ lúc các em chăm ngoan, ít có đánh nhau lung tung. Tôi đây cũng vui mừng ghê. Cũng vui mừng ghê. Ngày trước chúng em hư thân, mới thích mới vung tay chân. Nhưng nay đâu còn trẻ trâu. Từ ngày anh tôi với chị ông cũng có tí thân thiết, thấy nó khác xưa lắm ông Nga. Chà bù cho anh tôi ngày xưa vốn chỉ rất đầu gầu, lao nhau cái là lão đập ngay. Ông anh kia muốn gì, tại sao đứng chắn giữa đường? Hai chúng mày đứng đây cho tao, đứng đây cho tao. Bố đã đứng bố rình mãi mới thấy chúng mày, giờ hai đứa mày sẽ biết tay tao. Có lẽ hơi sai sai, sai nhầm đất đúng không anh dai dai. Giờ này có quen gì nhau, chẳng tao không sai, vậy áp đi theo mi hoài. Ông ơi ông này là ai? Lũ chúng mày nghe kỹ đây, mấy năm đợt vừa rồi thằng Xuân Dích hơi tinh vi đấm tao hơi nhiều, giờ bố cay, thế nên tìm bọn mày để ăn đấm thay cho Xuân Dích anh trai mày. Về bảo thằng anh mày là liệu hồn đấy. Về. Anh cứu với lúc nãy chúng em ăn đòn, lại đánh nhau sao? Nó đâm nó tát nó phang em mà. Chị ơi nè. Có đứa lúc nãy đâm em veo mồm rồi nó đi luôn, nó tinh vi vại linh hồn. Mày cứ đi chơi, mày cứ đánh đâm cho nên dây vào. Thằng kia nó thì cao kính dâm đeo như thằng đao. Người gây nhóm toàn xương, nói chung trông nó như cô hồn. À anh nhớ rồi đây, chắc chắn nó chính là thằng ngày xưa hay bị anh đấm veo mồm. Lần sau nhớ đừng qua lớp tao trêu ghẹo bạn tao. Mày cứ nhớ mặt tao sẽ có ngày bố đây quay lại. Vì không đánh được thằng anh nó quay ra phàn thằng em. Vậy tí nữa để em đấm nó nha. Rồi đúng anh ơi, nó vẫn cứ dám đứng ngay bên đường. Mà sao đứng đó bên nó rất quen anh à. Đúng em ơi, nó đang nói chuyện với Huyền. Chết chinh chinh, ồ chết chinh chinh. Hình như nó tặng hoa với sô cô la cho chị mình. Chị Huyền cũng cười tươi giống như đang thích nhau luôn rồi. Giờ anh đã nhận ra anh lỡ ăn ngay cú lừa, bị lừa rồi cò quay bấy lâu nay. Ai ra đó hỏi xem lý do sao cầm sừng anh. Bọn mày cũng cùng ra cho với ta đông người, bọn em đứng đằng sau anh cứ yên tâm gây sự. Vậy thì đi phải cha đến tận cùng. Thật sự không ngờ Huyền ta có ngay người khác, giải thích lý do đừng để dích thành người.